Chào tất cả các em học sinh thân mến, hôm nay cô sẽ đưa các em đến với một tiết học lịch sử vô cùng thú vị và đầy ý nghĩa. Robert Oehlin đã từng nói rằng một thế hệ ngoảnh mặt với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ và cũng không có tương lai. Lịch sử thực sự là thầy dạy của cuộc sống. Có lẽ chính bởi vậy mà lịch sử vô cùng quan trọng đối với mỗi chúng ta. Học lịch sử để biết về quá khứ, học lịch sử để rút ra những bài học kinh nghiệm cho tương lai, và học lịch sử để thêm yêu dân tộc, đất nước và quê hương mình. Học lịch sử để con người xích lại gần nhau hơn cho dù xa đến nửa vòng trái đất. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, với tấm lòng thiết tha với hòa bình hợp tác trên toàn thế giới đã từng nói rằng: "Rồi đây bốn bể một nhà, vì trong bốn biển đều là anh em." Và trong tiết học lịch sử ngày hôm nay, cô sẽ đưa các em đến với một châu lục, một người anh em trong đại gia đình thế giới. Và các em hãy chờ đón xem đó là châu lục nào nhé!